Vâng, xin chào thầy anh em chạy audio toàn quốc. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên tem thành hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ cho em một like, một đăng ký để kênh em ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn tất cả anh em. Và hôm nay xem mới về là một cặp loa Bose 301 Series 4 vỏ vàng, trùng series, trùng đôi, trùng cặp, rất là đẹp. Thì em xin được quay review luôn, cũng như là test về chất âm để anh em có thể được trải nghiệm cùng em về cặp loa này. 301 Series 4 là một trong những đời loa Bose rất là thành công và cạnh tranh trực tiếp với cả các series khác của Bose như 301 Series 2 và 301 Series 3. Thì 301 Series 4 với thiết kế nhỏ gọn rất là đẹp. Đó. Và thiết kế là 3 đường tiếng, một loa bass 20 cm, sử dụng gân mút. Và nói thêm cho anh em biết, đó chính là gân mút này cũng là gân mút zin, chưa phải thay tháo. Mặc dù gân mút anh em biết trên thị trường là sử dụng về Việt Nam cũng rất nhiều những cặp phải thay gân, đó chính là gân nó đã bị mục rồi. Còn những cái cặp nào mà gân zin vẫn còn và độ đàn hồi rất là tốt thì bọn em sẽ để nguyên để bán, không cần phải thay gân. Đó, chất lượng gân còn rất là tốt và dùng chưa chắc 10 20 năm nữa đã hỏng. Đây. Có hai loa chép được đặt phía trên nóc và phía bên hông để khuếch đại cái tiếng chép rất là hay của Bose. Thì chiếc bên này cũng thế. Toàn bộ nón cũng như là màng giấy còn rất là tốt, rất là đẹp. Cũng như là gân nguyên bản, toàn bộ phần tần zin chưa động chạm, cũng như là toàn bộ thành quách này, tuyến loa này, anh em có thể nhìn thấy vỏ vàng con cặp này cũng rất là đẹp, nhiều cặp về xước rất là nhiều, tại vì đây là vỏ zin luôn, bọn em không hề có spa lại, chưa phải spa lại thì đúng không? Nếu mà quá xấu thì chắc sẽ phải làm, nhưng mà với những cặp đẹp như này thì cứ để zin để bán, vì cái màu nó xuống anh em nhìn này. Đó, cái màu nó xuống rất là đều. Tổng thể cặp loa và hai chiếc đều màu đều đẹp. Đó anh em. Thì 301 Series 4 này, như em đã được biết, nó là dòng loa chuyên dụng để anh em có thể sắm một bộ karaoke gia đình, hát về cặp loa này và kết hợp với nó là nghe nhạc rất là hay. Vì cái tiếng của lời, cái lời của Bose 301 trên thị trường thì anh em đã quá được khẳng định rồi, với chất lượng hàng xịn, hàng chuẩn, made in Mexico. Và quên không nói thêm, đó chính là đây là một cặp made in Mexico 301 Series 4 đó, tốt nhất trên thị trường hiện tại, còn không thể so sánh 301 Series 4 hàng Mexico với cả là hàng made in Hồng Kông. Hồng Kông không phải là hàng đẻo mà là Bose đã chuyển giao công nghệ từ những năm 96, 98, 2000 sang các thị trường khác, nước thứ ba như là Trung Quốc và Hồng Kông để sản xuất ra Bose nó rẻ hơn. Thì Bose đấy cũng không hề rẻ, Bose mới hiện tại cũng không hề rẻ, nhưng mà để mà đánh giá về chất lượng made in Hồng Kông và hàng made in Trung Quốc, hàng chuẩn chứ không phải hàng nhái anh em nhé, thì chưa chắc là những cái hàng đấy chuyển giao công nghệ sang người Trung Quốc làm đã cái chất lượng loa đã tốt và hay được như những cặp loa được sản xuất bên tại Mexico và Canada. Bose ngày xưa chỉ sản xuất ở hai địa điểm, hay đúng là đặt hai nhà máy sản xuất ở Canada cũng như là made in Mexico. Đó chính là hàng Bose xịn mà bây giờ hiện tại trên thị trường mà anh em vẫn săn đón rất là nhiều. Vì thực sự là hàng rất là khan, không có nhiều. Chứ còn nếu mà anh em mua những cặp Bose mà made in Hồng Kông và Trung Quốc thì thị trường bán rất là nhiều, giá cũng hợp lý luôn, 1-2 triệu anh có thể kiếm được một cặp loa Bose hàng made in Hồng Kông đó. Thì nói thêm để anh em biết là vì sao anh em cũng bảo là sao cặp loa cũng giống như thế mà giá lại cao như thế, mà lại là hàng cũ. Nó thẳng nó là hàng cũ, bãi thì cũng chỉ là hàng cũ thôi, nhưng mà thật sự nếu anh em mà trải nghiệm Bose bãi rồi và thực sự hát những cặp loa Bose bãi rồi thì anh em mới biết được giá trị tiền nó nằm ở đâu và chất lượng của Bose ngày xưa nó như thế nào. Đó,
Thì không miên man nữa, thì đây bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc để anh em nghe về trải nghiệm về chất âm của cặp loa này. Vâng, và quên không nói là loa đẹp vậy lại không e căng. Vâng, e căng zin đây anh em nhé. Loa đẹp như này thì chắc là e căng, cũng là e căng chất rồi. Anh em có thể nhìn thấy e căng này, tem mác đầy đủ, không rách, và e căng là e căng zin, toàn bộ xương cũng như thế. Đấy, mặt trong của e căng, đây là e căng trên nóc, rất là đẹp. Ok, bây giờ xin mời anh em đến với chất âm của cặp loa này. Trải nghiệm về chất âm của cặp loa Bow 301 Series 4. Anh em nào yêu thích và muốn sở hữu cho mình cặp loa này, hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 777. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.